chào các bạn nha. Hôm nay là ngày 5 tháng 7 thì mình đang tập xe buổi sáng 7 giờ rưỡi sáng tại sân thi 66 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình. Thì hôm nay danh sách tập có khoảng 50 bạn. Thì đây là buổi thứ hai dành cho các bạn chuẩn bị thi sắp tới. Chúng ta sẽ thi ở cái sân bên trong. Đó, trong cái khung hình cho các bạn đang xem là cái sân thi của mình. Thì các bạn theo dõi clip của Tuấn thì cũng biết là đội hình của Tuấn là có 3 giáo viên Tuấn, Trường và Sơn. Thì lúc nào cũng tập cho các bạn là hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ là tập thô. Mỗi bạn như vậy là chạy hai vòng liên tục trong một đợt. Chúng ta tổng cộng tập là 3 đợt thô, nghĩa là chạy 6 vòng. Còn là bạn nào lớp nào mà yếu quá thì mình sẽ cho chạy thêm 4 đợt tới 5 đợt. Là nói chung là từ 6 vòng cho tới 10 vòng thô. Sau đó là chúng ta sẽ chạy thêm 2 vòng cảm biến chấm điểm nữa. Là tổng số như vậy một buổi tập 2 tiếng đồng hồ. Chúng ta mỗi bạn như vậy sẽ tập 12 vòng, 10 vòng thô với lại 2 vòng thiết bị. Thì đây là cái nội dung luôn luôn như vậy ha. Trong quá trình chạy thì sẽ có Tuấn, thầy Trường với thầy Sơn sẽ chỉ cho các bạn. Nếu mà bạn nào yếu quá hay là chạy sai hoài thì mình sẽ nhận biết được. Khi mình dạy thì mình sẽ biết được là bạn đang bị vấn đề gì, do bạn sai cái thao tác nào, mình sẽ chỉ ngay lập tức. Mình dạy nhiều, mình nhìn bạn chạy là mình sẽ biết bạn bị cái nguyên nhân gì hết á. Cho nên các bạn nào mà không biết chạy xe số đừng có lo, chỉ cần biết chạy xe tay ga thôi. Thì các bạn tham gia cái lớp như thế này là trong vòng một buổi thôi thì các bạn sẽ chạy tốt hình số 8 xe số bình thường nha. Thì mình chuyên dạy cái này cho nên mình không có sợ mà không giúp được các bạn đâu. Trưa nay thì sẽ thi sát hạch, cho nên là bây giờ là mình tập xe trước, sau đó là mình sẽ 10:30 mình sẽ bắt đầu tổ chức tập xe trước giờ thi sát hạch. Có cảm biến chấm điểm tại sân thi số 1 ở trong bên phải, cái sân bên phải mình thi sát hạch ở sân bên trái, còn cái sân tập mà bên phải sân số 1 ha. Thì về cái cách chạy thì mình chia sẻ ngắn như thế này. Chúng ta sẽ dùng số 3 làm hết bài thi, dùng thắng chân, không dùng thắng đầu. Không vô cua thì đừng có nghiêng vai quá nhiều, nó sẽ bị nghiêng xe. Ga mà yếu quá, quá chậm bạn sẽ thăng bằng xe không được, mà quá nhanh bạn sẽ phanh lái không kịp. Rồi vô hình thì canh sát trái, ra hình thì canh sát trái. Chạy vô luôn đi. Bạn này ra rồi. Ok, vô hình. Chạy trong quá trình chạy thì chúng ta sẽ canh bánh đầu sát vạch bên ngoài để bánh xe sau không bị cán vạch. Đó là những cái lưu ý khi mà các bạn chạy hình số 8. Về lý thuyết thì chúng ta chỉ nói bằng lý thuyết, nhưng mà phải thực hành thì các bạn mới cảm nhận được cái cơ thể của mình. Cái tập hình số 8 này nó khá đơn giản, là bạn phải hiểu được cái cơ thể của bạn muốn gì để mà mình thăng bằng được cái chiếc xe. Mỗi người có cái cấu tạo cơ thể xương khác nhau, người thấp, người cao, người mập, người ốm, thì mỗi người sẽ có một cái cách riêng để mình thăng bằng chiếc xe. Thầy không có ai có thể dạy cho các bạn thăng bằng bằng cách nào cụ thể cả, vì đó là cái phản xạ của mình. Ok ha, mình chỉ cho các bạn cái cách để mình làm thôi, kỹ thuật để làm. Nhưng mà tự mình phải cảm nhận được mình làm thì mình mới hiểu được là mình thăng bằng như thế nào. Ok các bạn. Rồi. Video ngắn như vậy thôi. Mình xin phép tạm dừng video ở đây. Bạn nào thấy hay cho xin một like với một đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em đi dư hình hả? Đang kêu đó dư hình hoài luôn kìa. Ngày thi đi dư hình là rớt được tiếp nha mấy bạn. Nhớ đúng hình nha, đúng một vòng nha.